Trái bóng tại Euro 2024 sử dụng công nghệ gì? Euro 2024 sử dụng hai phiên bản trái bóng được làm từ vật liệu siêu nhẹ, bên trong có tích hợp công nghệ hỗ trợ các quyết định của trọng tài thêm chính xác. Trái bóng sử dụng cho hai trận bán kết và chung kết Euro có tên Fubalali Final. So với trái bóng Fubalali, có nghĩa là tình yêu bóng đá, được dùng từ vòng bảng tới tứ kết, nó không khác về cấu tạo, chỉ khác về màu sắc. Màu trắng chủ đạo của trái bóng được thay bằng màu bạc. Các chi tiết màu đen đỏ và vàng lấy cảm hứng từ cờ chủ nhà Đức được giữ nguyên và bỏ đi các mảng màu xanh lá cây. Hai phiên bản trái bóng đều được làm từ hợp chất siêu nhẹ polyurethane có khả năng co giãn tốt. Lớp vỏ ngoài gồm 20 mảnh ghép để tăng cường tính khí động học. Bên trong bóng có tích hợp công nghệ bóng kết nối trợ giúp trọng tài trong việc xác định các tình huống bóng chạm tay hay việc vị chính xác hơn. Công nghệ này theo dõi tất cả yếu tố chuyển động của trái bóng, hoạt động song song với công nghệ bắt việc vị bán tự động, hỗ trợ các quyết định của VAR. Một cảm biến bên trong bóng được cấp năng lượng bằng pin sạc tương tự pin trong điện thoại thông minh. Đây là lần đầu tiên trái bóng tích hợp công nghệ được sử dụng ở Euro sau thành công từ World Cup 2022 ở Qatar. Đơn vị sản xuất Adidas cho biết các cầu thủ của 4 đội lọt vào bán kết là Tây Ban Nha, Pháp, Anh và Hà Lan đã được dùng thử trong các buổi tập. Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA cũng đã thử nghiệm bóng mới, đảm bảo bóng nổi bật trên sân mà không bị phản chiếu ánh sáng khi chuyển từ màu sáng sang bạc. Trận bán kết đầu tiên Euro 2024 diễn ra lúc 2 giờ sáng ngày 10 tháng 7 giờ Hà Nội giữa Tây Ban Nha và Pháp. Một ngày sau Hà Lan và Anh tranh tấm vé còn lại vào chung kết. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.